Chú Thanh ơi, dậy đánh cầu. Dậy chú Thanh ơi. Ôi trời ơi, không dậy. Cầu cống thì tao bỏ rồi, mệt lắm. Cái gì vậy bạn ơi? Chú dậy đánh cầu đi. Mệt, bỏ rồi, đánh chán lắm. Bỏ gì? Chúng mày đánh gà lắm, chú gọi gì? Bước ra vào đây. Hả? À, chúng mày đánh gà trước 15 quả nhá. Chắc chưa? Chắc rồi. Vào đây. Vào luôn. Thôi không bán được cả về. Thằng này mua vào thú. Mua vào gì? Caramel Pro á. Chúng làm gì có cây nào đấy? Mày cây đấy hôm nay mày xem clip thì tao bán rồi. Ôi ơi. Mua cây khác không? Nhét vào đây cho nó cao lên một tí. Ôi cây lên. Đấy. Không vừa. Đấy. Đây, ok. À, mày kéo căng hết lưới này. Hả? Căng thế chứ đi đâu. Chuẩn cái gì? Ôi trời ơi. Lưới chỗ này nó sẽ cao hơn, còn ở giữa nó sẽ trùng đi một tí. Đẩy cho nó thấp vào đây một tí đi nhé. Mày không biết ở giữa này nó phải trùng xuống một tí, thấp hơn một tí thì nó mới là chuẩn. Mày bán cái này hả? Nhưng mà tao không mua, tao đang bán hộ thôi. 2.9 á? Anh em thấy con này 2.9 được không? Áp phuộc Canon bao nhiêu đây? 80. Trên Long đánh đúng không? Vâng. Bán mua mới bao nhiêu? Mua mới 4.3. 4.3, bây giờ bán 2.9. Vâng. Lưới gì? Lưới 66 Ultimax. À, mua bao lâu rồi? Mua được 2 tháng. 2 tháng, bán còn 2.9. Một vết xước. Để tao đăng tao hỏi anh em xem là có ai mua thì liên hệ liên liên hệ mày để cho bán lấy tiền mua cho chết à? Được đấy. Đã bán được hơn chục cây vật hồi tập tành kinh doanh, đem nốt đống này xuống quán ông Hưởng bán tiếp giá rẻ bất ngờ luôn, 250k một cây cho các bạn tha hồ lựa chọn, vừa tiết kiệm mà lại vừa có vật ổn ổn, không phải chơi vật hiệu sách nữa. Nhưng mà riêng cây 88D Pro Pha Ke bản màu xanh đẹp đẹp này thì phải 300k. Mình vẫn thu mua các dòng vật rẻ dưới 500 nhá. Bóc ra xem có tem chính hãng không? Đây, mình bị bong rồi. Của nhà nào? Của nhà Hiếu Sa Bút. Mày phải bảo là nhà chú Hiếu chứ. À, nhà chú Hiếu Sa Bút. Láo nháo. Ôi trời ơi. Phải lùng cục. Thấy cái cuốn gắn mới đấy. Không mang hả? Không mang. Thế bóc ra giờ cuốn được cái gì? Ảo thật đấy. Bán lại cho tao con này đi. Bao nhiêu? Mày bán được bao nhiêu? 3 củ. 3 củ. Đặt đi. Giảm tí nữa đấy. 2.9. Để xem đã, để suy nghĩ đã. Gì đây? Mở sơn. Dân mình nói chuyện này. Hả? Anh mở sơn. Sáng là mồm luôn rồi. Đây gì à? Học sinh cứ một lần nghỉ kia thôi. Tao chưa đi được nhưng mà là... Ý giời, biết ngay mà cho chúng mày mượn là nứt vật của tao rồi, méo rồi. Đâu? Đây đây, nhìn thấy chưa? Ui, ui, nứt đi. Bẻ. Ý giời đi. Bẻ đi. Bẻ rồi, bẻ đi. Hôm qua cho thằng Tiến mượn đúng không? Tiến nào? Thằng Hoàng Minh cầm. Thằng Minh Cù ơi. Xong rồi thằng Tiến nữa, mày cầm trước. Bắt tay 1 triệu. Hôm trước. Bắt tay 1 triệu. Bắt tay 1 triệu. Bắt tay 1 triệu. Bắt tay 1 triệu. Bắt đi. Lệch, lệch, lệch. Thật đấy. Có cái cây vật kỷ niệm của anh Tiến Minh rồi, nó làm gãy của mình. Đi đâu, đi đâu? Đi bán vợ cho chú. Bao nhiêu? K520. Lại K520 Pro. Chắc không có lưới này thì bán cái gì? Tao về tao phải căng lưới thì bán cho ai? Mày bán bao nhiêu? 400 chú. 400 cây này. Chịu. Mày nháo, cây này mới tanh có 500 còn cả lưới mày bán là 400, mày tao bán lại cho người ta được bao nhiêu? Cái gì? Cái con 74. Cái gì? Con này thì nó là hàng tập trung thôi chứ bao nhiêu tiền? Chú, 500 thôi. Hai củ á? Vừa bóc siêu xong à? Ai mua? Hả? Ai mua? Cháu. Mày lại mua? Hả? Làm tiền hay sao để một mua 100 tiền? Cuối tuần này thì không có tiền gì đâu. Có. Lại có tiền. Bắt tay 500. Bắt tay 500. Lại có cái gì nữa đây? Con này bao tiền? 4.1. 1.1 nào mới mua? 4.1. 4.1 à? Gì mà đắt thế? Để xem nào. Diêu. Mua bao giờ đấy? Mua lâu rồi. Ui. Trông đẹp thế, màu đẹp thế. 80. Dư luận mua nhà ai? Chú Hiếu. Ôi lạ chú. Chúng mày lắm tiền nhá. Mua tao một cây. Mua cho tao cây dâm xe xét. Chị yêu à. Lắm tiền thì đưa tao một ít đi. Trời ơi. Thằng nào mất luôn? Cháu. Mày mất cây gì? Mày mất đồ ạ. Thật à? Vâng. Không về đâu vậy? Về đâu? Thế đi thôi mất. Đâu để đâu, để đâu? Thế đây sao? Không có cam. Thằng nào ăn cắp? Ôi trời ơi. Hay, hay một người lấy.
chịu. Chú nhá, chú không ăn cắp của chú mày nhá, chú đánh cầu bên kia nhá. À tí lòi ra. Đúng rồi em, tối em tới tận nhà em đánh thôi. Tí lại lòi ra bảo ông chú ăn cắp của chú mày chết. Cái gì đây? Mới mua à? Bao tiền? 500 mua trên thứ à? Sướng nhà chồng mới nhỉ. Này có cả in cả logo này. Người đen. Mà sao trông cuốn mày cuốn gì trong giấy này? Không bóc cốt à? Em. Ê mà tay cầm thử cho chú xem nào. À tay thằng này to à, cầm được. Nhưng mà nếu mà lần sau thì bóc cái cốt ra. Bóc cái cốt ra, chắc để cốt để bán cho được giá đúng không? Bán chú không? Không. Bán đi. Ờ tí lên sân nhá.